Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Có bên này coi. Ui. Có dao này các bạn này. Và chúng ta đã có ngay được đó là một khẩu Spat 12. Chơi tạm thôi chứ còn khẩu này mình chơi gà lắm. Có bên này thử coi. Ok, đây sẽ là MP40 này. Let's go, và kẹo sẽ qua phía này coi nha các bạn ơi. Ui. Không thấy một ai cả. À bên này nha các bạn. Ui, có ngay một đứa bên này này. Tưởng gì, người đây rồi anh em ơi. Ui, căng. Tính làm gì anh vậy em? Thanh niên ơi là thanh niên ơi. Tính solo với anh nhỉ? Thế là bạn chọn nhầm đối tượng rồi nhá. Solo với sĩ kẹo thì xanh mộ nha. Một cái pha xử lý cực kỳ là nhanh gọn đến từ vị trí của sĩ kẹo, đã làm cho đối thủ như kiểu phải gọi là shut down, tắt điện luôn anh em ạ. Tắt điện luôn chứ còn là sống thế nào được nữa. Ok, trang bị đồng ba vào luôn. Rất là chia buồn anh em ơi. Thật sự phải nói là chia buồn với đối thủ. Ok, và kẹo vừa đổi qua format nhé anh em. Ui, có bài này coi. Có thêm được đạn súng trường nhá mọi người. Wow, rất là nhiều đạn tiểu liên nha. Lút thêm một ít đại tiểu liên này. Con chó anh đẹp quá. Em muốn ngủ gật luôn. Thì anh cũng vậy mày ơi. Thế là giờ này like game là phải uống nước tăng lực thì mới có sức để like game em ạ. Ơ hey, thằng này. Ui, mày chạy à? Chạy à? Ui. Chạy à? Ui, chạy à? Chạy đi em ơi. Mày chạy đi em. Xem chú chạy được đi đâu. Xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe. Anh bảo là xuống xe cơ mà thằng này. Xuống xe. Xuống xe mày, xuống xe mày, xuống xe mày. Chạy à? Úi dồi ôi. Ok, và lên bảng điểm số luôn nhá. Bảo xuống xe thì không chịu xuống cơ, nên là đai cho em. Có thật là xì tinh không hay là dầu ăn với anh? Úi dồi ôi, em ơi anh uống. Anh uống xì tinh cơ mà em. Ai lại uống dầu ăn bao giờ em? Anh chơi cùng em không? Không anh em ơi, kẹo chơi solo thôi nhá. Đây mình sẽ ăn nấm này. Nấm 3 củ nha các bạn. Ok ok. Có bên này coi. Ui, một cái băng súng 2 này. Ok, mình sẽ chạy qua phía đây coi. Căn nhà đây nó là cái căn nhà gì đây? Nhà Doraemon xanh đỏ. Wow. Có thêm được gì cứu thương rồi nha các bạn. Ơ đổi lộn, đổi lộn. Mình lấy đạn à đâu? Mình lấy súng tiểu liên MP40 cơ mà đổi lộn. Suýt nữa thì nhầm anh em ạ. Nhầm nhọt sang trồng tròn. Đây, kẹo sẽ lấy thêm đạn tiểu liên nhé mọi người. Ok ok. 135 viên đạn tiểu liên tầm này là ổn nha các bạn. Thêm lựu đạn này. Chỗ này chúng ta có gì nữa? Wow, mình sẽ xuống phía dưới coi. Hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả anh em nha. Đây bây giờ kẹo sẽ chạy lên phía cổng trời nha. Lên luôn cổng trời để kiếm thêm mạng nào. Chơi từ nãy giờ giết hai người nhưng mà mới chỉ có một mắt xem thôi. Chắc là các bạn ấy ao và chơi trận mới hết cả rồi. Ui. 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 Gắt vậy.
Qua đây, qua đây. Qua đây làm gì mà căng? Ăn lựu đạn nhé em ơi. Ăn lựu đạn nhé em ơi. Úi dồi ôi, ngộ không à? Thế là xong luôn em, ngộ không à? Ui. Làm gì mà căng, làm gì mà căng, làm gì mà căng. Ui, làm gì mà căng em? Tính chơi với anh mà căng vậy hả? Căng thế em, chú làm anh sợ rồi đấy nhá. Ok ok. Ui dồi ôi, thằng này hết dám lộ diện luôn mọi người ạ. Đem mình qua chỗ khác. Làm gì mà căng hả bạn? Bạn cầm súng sấy mình cả. Ok anh em ơi, mình sẽ chạy một lại vào chỗ nó luôn. Đây từ từ anh em, từ từ. Chạy vòng lại chơi nó luôn chứ lại. À, tưởng là chơi được sĩ kẹo mà dễ à. Ok ok, đây. Qua luôn anh em ơi. Tầng 1 à? What the hell? Ăn lựu không em? Ăn lựu nhé em ơi. Ăn lựu nhé em ơi. Ui, gắt vậy. Ok, kẹo sẽ chạy qua phía bên này. Cuốn máu cái đã. Các bạn đừng làm mình sợ nha. Đừng làm mình sợ nha các bạn ơi. Cứ phải từ từ. Ui, nó rất là gần mình các bạn ơi. Đậu xanh. Đây rồi, đây rồi anh em ơi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui, đã xong nhá. Rình dập sĩ kẹo à? Hay lắm em ơi. Chú tính rình dập anh hả? Xong rồi nha em. Cả đã có được 5 kill. Mình sẽ lấy thêm bom keo nha các bạn. Đấy, tầm này là ổn này. Lựu đạn thằng này nó không còn. 7 cái máu, ok ok. Qua lấy xe và chạy tiếp tục đi săn người thôi nào anh em. Black Shark 2 anh mua ở Kim Mobile anh em ạ. Lúc nãy gặp thằng ngộ không kiểu như là bật tính năng ngộ không lên biến thành bụi cỏ mình sấy cho SML. Ui, ăn nấm à? What the hell, ăn nấm? Ăn nấm hả? Ăn nấm hả? Ăn nấm hả? What the hell? Thanh niên này ăn nấm này. Đâm cho cái bay như chim luôn. Hẳn là ăn nấm cả. Xanh mộ luôn nhà em ơi. Mồ xanh. Ui, mồ yên mà đẹp cho em. Ui nhà em ơi, lấy nhầm vũ khí rồi. Mình phải lấy MP40 mới đúng này. Kiểu như là mình nhấn nhanh quá nó toàn bị nhầm ấy. Nòng súng 3 vẫn đang để trong ba lô. Có cơ hội thì mình sẽ đổi qua nòng súng 3 nha các bạn. Mười bảy người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Ok, chúng ta sẽ cùng săn 17 đứa còn lại nha anh em. Hello mọi người, em lượn xíu rồi vào lại nha. Bye anh. Ok ok em ơi, hôm nay thì kẹo like đến tận 1 giờ cơ anh em ơi, nên là các bạn xem like thoải mái nhá. Mà chưa chắc nữa, nếu như mà hết pin sớm thì kẹo sẽ nghỉ like sớm nhá. Đây có xe Lamborghini này. Đổi qua xe này luôn, sao phải ngại. Úi dồi ôi, đây con xe mới chạy luôn này, ngon. À, anh mua Black Shark 2 giá 13 anh em ạ. Ui, đang mày đọc comment của anh em, lấy xe đâm cạp tảng đá này. Anh không lấy kiếm hay chảo ạ? Ơ, anh nhớ là anh lấy chảo rồi mà em. Anh lấy chảo rồi em ơi. Chạy lên trên này chỗ thính có nào anh em ơi, xem là chúng ta sẽ có gì nhá. Ok ok, let's go. Hiện tại thì cậu đã có là 9 mắt xem. Đây rồi anh em ơi, vứt xe này. Ui, xe kiểu này thì mắc kẹt rồi các bạn ơi. Làm sao gỡ được xe đây? Mình mong là vẫn gỡ được xe. Ngon. Vẫn gỡ được xe nha mọi người. Tưởng là mất xe rồi. Ok, ổn nhá. Để xe đi sân mạng nào anh em.
15 người chơi nữa. Đang còn khá là đông người chơi đấy nhá. À đây đây, ui dồi ôi, à đây. À đây à? Em ơi chạy đâu? Em ơi chạy đâu hả em ơi? Ui chạy đâu hả em ơi? Mày chạy à? Ui. Mày chạy à em? Xong luôn nhé. Thế đã xong rồi nha em ạ. Đã có được 7 kill. Anh em thấy gắt chưa ạ? Chạy qua một chỗ đi coi. Ui. Chưa thấy ai các bạn ạ. Cùng sĩ kẹo đi kiếm mạ nào. 14 người chơi nữa để coi. Ui. Khá là đông đấy mọi người ơi. Này này, hai hồng sắt này. Chỗ này thì sao nhỉ? Kẹo sẽ chạy qua chỗ UAV này coi. Mong rằng trong UAV sẽ có người nhá. Để coi. Ui. Hai đứa. Đây, một đứa ở ngay phía trên này. Được rồi anh em ơi, nó sau tảng đá nhá. Nó sau tảng đá nhá. Ui. Làm gì mà căng. Ui. Làm gì mà căng. Ui. Tưởng gì em. Ui. Xế căng vậy. Tí mình đai anh em ạ. Tí mình đai gì nhá. Ok. Ở tròi hả em? Coi chừng vỡ cái đầu nha em ơi. Ui. Bắn gì đấy em ơi. Xe của mình đi rồi. Ui. Chạy xuống chân luôn. Đậu xanh mày tính chơi anh à? Ồ. Đây. Ăn lựu đạn nha em. Ui. Kẹo ném lựu hơi xa rồi. Hơi sai rồi nha em ạ. Ui. Nó ném lựu xuống này. Nào bạn. Làm gì mà căng. Xuống đây đi bạn ơi. Mình bít đường lại không cho bạn xuống bây giờ. Bít đường nó lại nhá mọi người. Nó chỉ có nhảy xuống thôi anh em ơi. Nó không chạy được xuống thôi nha. Chỉ có nhảy xuống thôi nha em nhá. Đây bây giờ anh lên xe này. Đấy. Nhảy xuống đi em ơi. Anh chờ chú nhảy xuống này. Nhảy xuống đi em ơi. Nhảy xuống anh sấy cho SML luôn đấy chứ. Nhảy xuống đi em ơi. Ui chưa nhây à? Chưa nhây à? Ui. Chưa nhây hả em? Nhảy xuống đi em ơi. Đúng rồi nhảy xuống. Không dám nhảy xuống hả? Nhảy xuống em ơi. Không nhảy xuống cả. Ok anh quần máu cái đã. Nó chơi nhảy thật luôn anh em ạ. Tất thì bye bye bạn nha. Bye bye. Mình vào trong bo trước cái đã. Nó chết chưa nhỉ anh em? Nó chết rồi anh em ạ. Chơi nhảy với cả địch thì sợ gì. Ui. Đậu xanh. Căng vậy. Ôi, nó xấy xe mình rồi anh em ơi. Gắt thật. Gắt như này sao chơi anh em. Gắt như này sao chơi được vậy anh em ơi. Căng rồi nha. Nó đứng ngay phía sau trụ điện các bạn ơi. Thôi xong rồi, xanh mộ rồi. Xanh mộ rồi nha em ạ. Ui. Xanh mộ rồi nha em ạ. Ok. Đó, mình đã lên được phía trên rồi nha. Từ kia. Nòng 3 nhé em, chuẩn bị sấp mặt nhá. Chuẩn bị sấp mặt nha em ơi. Ui. Căng, kéo lên phía trên này cái đã. Ui, có người này các bạn ơi. Ui. Ok, đã xong. Đứng đây chờ thêm ạ.
Đây rồi các bạn ơi. Ui chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Đúng rồi chạy đi em ơi, đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi chạy đi em ơi, đúng rồi chạy đi em ơi. 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 Ok đã xong nhá. Tuyệt vời anh em ạ. Mình sẽ nhanh chóng lút đồ cái đã. Lút đồ nhanh thôi mọi người ạ. Lút thêm máu này, ok ok. Trang bị tạm dần thanh vật này. Phía trên có người, phía trên có người này. Đang chạy này. Ui. Vỡ đầu chưa em ơi. Nó chạy ra phía sau ô tô rồi nha em ơi. Chạy ra phía sau ô tô rồi cả. Ok ok. Mình sẽ đổi qua nòng súng 3 luôn. Không biết là còn ai nữa hay không. 3 đứa cơ mà. Phía trước này mới có một đứa thôi. Mới có một đứa thôi. Mới có một đứa thôi nha em ơi. Ui. Mới có một đứa thôi nhá. Còn tận 2 đứa cơ mà. Căng vậy sao chơi. Đằng sau mình thì không có rồi anh em ạ. What the hell, what the hell. Như này kẹo chịu rồi, ok ok. Còn máu cái đã, làm gì mà căng. Ui. Hai đứa. Gắt vậy anh em ơi. Ok đã xong. Thằng kia nữa là xong anh em ạ. Quần máu này. Quần máu nhanh vào luôn. Ok tuyệt vời các bạn ơi. Ui, chết vì lựu, đậu xanh. Biết thế mình không chạy ra các bạn ạ. Ui dồi ôi. Chán đời thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.